Xin chào tất cả mọi người, xin chào anh em. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm. Đấy là đèn led 2 quang 23cm. Đây là chân giá của nó nha mọi người nhé. Với thiết kế rất là bắt mắt ạ. Hai quang đẹp. Thế là bằng kính các bác nhá, nên là độ sáng nó rất là thật. Anh em hay mọi người có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc thì liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333 hoặc là 0366495112, hỗ trợ tư vấn lắp đặt, thay thế và sửa chữa tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh theo số điện thoại là 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Em xin chào mọi người ạ.